Đây sẽ là cái video duy nhất về MSI Afterburner ở trên YouTube mà các bạn nên coi. Ở trong cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để setup và custom được MSI Afterburner một cách hoàn chỉnh nhất. Tại vì trong tình huống mà mình sử dụng MSI Afterburner trong những khoảng thời gian gần đây á, các bạn biết không? Tại vì chúng ta đã có quá nhiều những cái phần cứng mới ra mắt và thành ra là đôi khi phần mềm nó lại nhận không kịp từ phần cứng. Cho nên là trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từ cơ bản lên đến nâng cao và cuối cùng là ultimate để các bạn có thể điều khiển được MSI Afterburner theo đúng ý thích của mình. Các bạn để ý ở trong cái phần time step của cái video này mình sẽ chia ra một số những cái phần khác nhau để trong tình huống là nếu như các bạn đã biết được những cái phần cơ bản rồi các bạn có thể trả qua để coi ở những cái phần nâng cao ha. Và đến với ngay phần đầu tiên chúng ta nói về một số những cái thứ cơ bản về MSI Afterburner. MSI Afterburner là một phần mềm miễn phí giúp cho các bạn có thể coi được một số những cái chỉ số của hệ thống khi các bạn ứng dụng vào trong một số những cái game và phần mềm. Đây là phần mềm mà các bạn thấy là rất nhiều những cái kênh YouTube hiện nay cũng như là một số những cái test lab họ cố ý sử dụng để chúng ta có thể coi được các cái chỉ số trực tiếp khi chúng ta test máy. Và thành ra có rất là nhiều những các bạn yêu thích công nghệ, các bạn cũng muốn coi là cái hệ thống của các bạn đang chiếm dụng như thế nào trong khi chơi game, đúng không? Nhưng mà oái âm ở chỗ là MSI Afterburner đôi khi nó lại không hiển thị đúng cách. Và vậy nên có tôi ngồi đây để hướng dẫn cho các bạn. Đầu tiên thì các bạn vào đúng cái đường link mà mình đang cố ý để ngay từ phía bên dưới để các bạn có thể tải vào đúng MSI Afterburner. Tại vì hiện nay trên internet có rất là nhiều những cái phần mềm lậu, nhìn có vẻ như là giống MSI Afterburner, tính năng thì y chang nhưng mà bên trong đó là có chứa virus. Cho nên các bạn nhớ là hãy download ở đúng trang chính chủ mình đang để từ ngay phía bên dưới nha. Khi các bạn download về thì MSI Afterburner bên trong sẽ có một cái file để giúp cho các bạn có thể cài đặt, và khi các bạn cài đặt chính cái file này nó cũng sẽ pop up thêm một cái phần mềm nữa mang tên là Revatiner. Đây là một cái phần mềm mà giúp cho các bạn có thể hiển thị được cái thông số của MSI Afterburner. Cho nên là về cơ bản khi các bạn cài đặt các bạn nhớ là phải cài đặt luôn cả MSI Afterburner lẫn cả Revatiner ở trong tình huống này nha. Và ngay bây giờ chúng ta đã có được một cái phần mềm hoàn chỉnh, các bạn open cái MSI Afterburner lên, bấm ngay cái hình răng cưa và chúng ta sẽ có được một số những cái chỉ số bên cái tab monitoring. Các bạn muốn coi cái chỉ số nào để hiển thị được chỉ đơn giản là các bạn bấm vào trong đấy, các bạn chọn nó show on screen display và như thế chúng ta đã có thể hiển thị được khi vào trong game. Thì cơ bản MSI Afterburner nó vẫn chỉ có như thế mà thôi. Tuy nhiên ở trong quá trình mà mình sử dụng MSI Afterburner thì như mình có nói với các bạn là có rất là nhiều những cái tình huống là các cái chỉ số nó không thể hiển thị rõ. Thường gặp nhất là ở trên một số những cái chiếc laptop sử dụng phần cứng đến từ AMD thì mình thấy là thường sẽ rất là dễ gặp cái tình huống này. Chẳng hạn như là khi các bạn ấn vào trong cái MSI Afterburner để tìm đúng cái chỉ số là GPU temp, tức là cái nhiệt độ GPU thì nó lại không có thể hiện. Vậy nên là ở trong cái phần mềm MSI Afterburner ngay bây giờ các bạn hãy làm cho mình một cái thao tác như sau. Đầu tiên là các bạn tắt hẳn cái phần mềm đi, sau đó các bạn bật một cái tựa game bất kỳ để cho cái GPU nó có thể hoạt động một cách ổn định. Liền sau đó các bạn khi này mới bật lại MSI Afterburner và vấn đề đã được giải quyết. Và cái vấn đề thứ hai thường thấy hơn nữa, đó chính là khi các bạn ứng dụng vào chơi một số những cái tựa game thì MSI Afterburner nó lại không cho phép hiển thị. Chẳng hạn như là CSGO 2 nè, hoặc là Destiny 2 nè, thì cái này các bạn thấy ở trong cái game đó nó sẽ không thể hiển thị được. Cái lý do là tại vì ở trong một số những cái phần mềm này nó lại được cài cắm thêm những cái phần mềm anti-cheat đi kèm. Cho nên là khi mà nó phát hiện ra một cái phần mềm bên thứ ba như là MSI Afterburner thì nó cũng sẽ không cho phép hiển thị ở trên chính cái màn hình của bạn. Cho nên là ở trong một số những cái tình huống này chỉ đơn giản là các bạn mở Steam lên, nhập một cái dòng lệnh comment và liền sau đó các bạn sẽ apply thì chúng ta có thể hiển thị được một cách đầy đủ. Nhưng mà tất nhiên cái này nó cũng tùy game nha. Có một số game chịu nhưng một số game thì nó lại không. Cái này thì nó mang tính chất là 50-50. Đến với cái phần nâng cao đầu tiên là mình chia sẻ với các bạn về một số những cái tình huống là ở trong cái phần mềm MSI Afterburner của các bạn nó không hiển thị đủ số. Đó chính là chúng ta sẽ sử dụng thêm một số những cái phần mềm bên ngoài. Lý do thì nhiều lắm, chẳng hạn là đối với chính chiếc máy mà mình đang có ở đây là Lenovo LOV, thì cụ thể là con máy này đang sử dụng chính cái con CPU là Ryzen 7 7840HS, và đây là một cái con CPU đời rất là mới và AMD từ trước đến nay thì gần như là họ tương thích khá là kém với lại MSI Afterburner. Cho nên là mình sẽ sử dụng thêm một cái phần mềm hỗ trợ mang tên là HDubInfo. Về cái link tải của HDubInfo chính chủ thì đương nhiên là mình cũng đã có để cái link ngay từ phía bên dưới, các bạn nhớ tải về nha. Ngay bây giờ các bạn bật giúp mình cái phần mềm là MSI Afterburner lên và mở luôn cái phần mềm đi kèm là cái Revatiner nha. Liên sau đó các bạn mở tiếp cho mình cái phần mềm là HDubInfo. HDub rồi. Và khi cả ba cái phần mềm nó đã hiển thị lên thì cụ thể ở đây là trong cái phần mềm MSI Afterburner của mình ở trong cái tab monitoring nè. Mình kéo xuống dưới cho các bạn coi ở chỗ cái CPU thì nó bị thiếu khá là nhiều chỉ số. Cụ thể ở đây là ở trong cái MSI Afterburner nó chỉ nhận được duy nhất một chỉ số, đó chính là CPU use thôi. Tức là cái mức loading của CPU hiện tại là bao nhiêu phần trăm. Còn lại các cái chỉ số khác mà anh em mình cần biết, chẳng hạn như là về nhiệt độ nè, chẳng hạn như là về điện năng tiêu thụ tối đa nè, thì ở trong cái phần mềm này nó không có ghi nhận được. Và ngay bây giờ mình sử dụng luôn cái quyền trợ giúp đến từ HDubInfo. Các bạn bật ở bên cái phần mềm HDubInfo giúp mình ha, thì các bạn sẽ tìm một số những cái chỉ số mà các bạn cần. Như ở đây là mình tìm
điểm đầu tiên đó chính là CPU core clock, tức là cái mức xung nhịp của CPU ở trong tình huống này. Và cái thứ hai á, là CPU packet power, tức là cái mức tiêu thụ điện năng của CPU. Và liên tiếp đó chính là CPU temp, tức là nhiệt độ của CPU. Và các bạn muốn chọn chỉ số nào thì các bạn nhớ đè Ctrl và click chuột vào trong đó để chọn gộp nhiều cái thông số nha. Liên sau đó các bạn ấn chuột phải nè, các bạn tìm tới cái mục là OSDRTS setting. Các bạn tích vào cho mình ở ngay cái chỗ là Show value in OSD và Show label in OSD. Liên tiếp đó các bạn nhấn OK. Thì ngay bây giờ các bạn sẽ thấy là chúng ta đã hiện được tất cả mọi chỉ số ở trong cái phần mềm MSI Afterburner. Tuy nhiên là như các bạn thấy trên cái màn hình của mình không, sau khi mà các bạn nó enable cái số lên, nó nhìn nó có vẻ như là hơi xấu xí. Tại vì các cái chỉ số HDUP Info nó lại nằm ở ngay cái hàng cuối cùng, nó không có đồng bộ liên kết lên trên. Vậy nên là chúng ta sẽ làm một cái thao tác, đó chính là liên kết dữ liệu cho nó. Đây là một cái hình thức mà các bạn sẽ cho phép là MSI Afterburner lấy trực tiếp dữ liệu từ trong phần mềm HDUP Info bằng cách như sau. Đầu tiên ở trong phần mềm HDUP Info, các bạn ấn vào ngay cái chỗ Config Sensor nè. Ngay bây giờ các bạn click vào trong cái Main Setting và liền sau đó các bạn tích cho mình vào cái chỗ là Share Memory Support. Các bạn ấn OK. OK. Rồi. Liền sau đó các bạn trở về cái MSI Afterburner, các bạn ấn vào ngay cái nút răng cưa. Ở ngay cái chỗ Monitoring, các bạn chọn cho mình cái dấu 3 chấm để Select Plug In, và Plug In ở đây chúng ta sẽ chọn là cái HDUP Info. Đây các bạn tích nó vào ha. Và sau đó các bạn ấn Setup. Và các bạn sẽ thấy là chúng ta có rất là nhiều những cái plug-in sensor. Tuy nhiên các bạn xóa hết cho mình ha. Đè nút Shift và ấn mũi tên đi xuống. Chọn hết tất cả mọi thứ và các bạn remove trắng cho mình luôn. Ngay bây giờ các bạn lại ấn vào cái nút Add. Ngay bây giờ thì các bạn sẽ chọn một số cho cái chỉ số mà các bạn muốn liên kết vào trong chính phần mềm MSI Afterburner. Như mình ở đây thì mình sẽ muốn lấy là CPU Core Clock. Tuy nhiên có một cái dở của CPU Core Clock ở trong HDUP Info, khi các bạn liên kết như thế này là nó không thể lấy được cái CPU Core Clock tổng, mà nó chỉ lấy được ở từng nhân mà thôi. Cho nên là trong tình huống này như mình thì mình thường hay lấy một cái nhân đầu tiên để làm một cái số tượng trưng. Các bạn sẽ chọn vào trong cái Core Clock 0 ha. Kéo xuống dưới. Mình lấy tiếp cái nhiệt độ của CPU nè. Và mình cũng lấy luôn cả CPU Packet Power để coi là ăn bao nhiêu điện. Ba chỉ số này là đủ rồi ha. Bây giờ mình sẽ ấn OK. Các bạn sẽ thấy là ba chỉ số chúng ta đang nằm ở đây. Các bạn ấn OK thêm cái nữa, các bạn ấn OK thêm cái nữa, thì ngay bây giờ ba cái chỉ số mà các bạn vừa lấy nó sẽ nằm ở cuối của MSI Afterburner. Ngay bây giờ thì các bạn sẽ chọn vào ba cái chỉ số này và các bạn tích vào Show on screen display để nó có thể hiển thị ở trên màn hình. Liên tiếp đó ha, các bạn cũng chọn luôn cái override group name cho nó và đặt cho nó đúng cái tên của con CPU như khi nãy, chẳng hạn Ryzen 7. Ok. 7840HS. Apply. Ok. Và như các bạn đang thấy là chính cái dòng là Ryzen 7 7840HS ngay bây giờ nó đã có thể hiển thị đầy đủ tất cả mọi chỉ số. Và chỉ số nó đều y hệt như là cái chỉ số ở ngay từ phía bên dưới. Cho nên là ngay bây giờ các bạn hoàn toàn có thể tắt đi những cái dòng ở ngay từ phía bên dưới bằng cách như sau. Các bạn vào trong lại cái HDUP Info ha, các bạn ấn chuột phải vào trong một cái chỉ số bất kỳ. Sau đó các bạn ấn cái RTS setting. Core clock tắt. CPU. Có tên. Anh đang tìm lỗi con mắt. Đang tìm lỗi con mắt. Và như bây giờ các bạn thấy là chỉ số của mình nó đã hiển thị vừa đầy đủ, vừa đẹp, vừa gọn gàng. Tuy nhiên, khoan, cái đẹp là nó chưa chắc đã đẹp đâu anh em. Ngay bây giờ chúng ta sẽ hướng dẫn nhau làm màu mè hơn xíu cho chính những cái chỉ số hiển thị ở đây. Chẳng hạn như các bạn có thể thay đổi được cái phông chữ, cái kích thước vân vân. Thì ngay bây giờ các bạn sẽ làm như sau. Các bạn thấy cái Rebattener ở trên màn hình của mình ha. Ngay bây giờ các bạn chọn vào cho mình ở ngay cái chỗ là Raster 3D. Các bạn ấn vào trong này. Thì ở trong này nó sẽ có một số những cái phông chữ được hiển thị cài đặt ở trên máy. Thì như mình ở đây thì mình khá là thích cái U Gothic. Và mình sẽ chọn cho nó ở cái font style là bold để cho nó đậm đậm lên chút xíu. Mình sẽ OK. Đó, thì ngay bây giờ các bạn thấy không? Cái phông nó đã được thay đổi nè. Còn nếu như các bạn còn muốn nó hiển thị rõ hơn nữa thì các bạn có thể chọn là On Screen Display Fill để nó có thể thêm một cái lớp màng mờ mờ. Thì ngay bây giờ các bạn có thể coi được cái chỉ số nó sẽ là giống như thế này. Plug in Overlay Editor Setup. Đó, thì như bây giờ các bạn thấy là cái hiển thị ở trên màn hình MSI Afterburner của mình nó đã đẹp hơn rất là nhiều ha. Và đương nhiên là các bạn có thể chọn một số những cái phông khác nhau. Thì thành ra đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về chính cái hướng dẫn MSI Afterburner này. Mà quên nữa, từ nãy giờ mình không có hướng dẫn các bạn là làm sao để đổi tên được, giống như mình là NVIDIA RTX 4050 rồi Ryzen 7 đúng không? Thì bây giờ cái cách này nó cũng rất đơn giản thôi. Đầu tiên ở bên cái mục là Monitoring, các bạn chọn một số những cái chỉ số, chẳng hạn như là NVIDIA RTX 4050 nó là cái GPU đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ chọn một số những cái giá trị của GPU nè. Đây. Đấy.
Sau khi mình đã chọn xong hết, các bạn nhìn ở ngay cái phần dưới, mình có để một cái mục là Override Group Name đấy. Đấy, đúng không? Bây giờ ví dụ như bây giờ mình tắt nè, mình ấn Apply một cái. Thì các bạn thấy là bên kia nó không còn cái tên giống nhau nữa. Nhưng ngay bây giờ mình muốn nhóm nó lại, thì mình lại tích nó lên, sau đó mình lại ấn Apply theo đúng cái tên mình muốn. Như đây nó đang để là GPU2, các bạn thấy không? Thì nó không có đúng ha. Thì ngay bây giờ mình sẽ để là NVDA RTX 4050 và mình Apply. Đó, và tất cả chỉ số đã được gom vào chung một hàng. Cho nên là các bạn cũng chủ động làm cái điều này luôn, để các bạn dễ biết là cái chỉ số đó nó đang là cái thiết bị nào nha. Rồi, còn chưa hết là nếu như các bạn không thích là cái giá trị hiển thị số của bạn nó đang là ở cái màu cam mặc định của MSI Afterburner, các bạn hoàn toàn có thể đổi luôn cả cái màu ở trên cái số đó. Chẳng hạn như đây, mình đang bật nè. Và ngay bây giờ ngay cái chỗ là Show On Screen Display, các bạn ấn vào cái nút 3 chấm ngay chỗ này, thì các bạn để ý cái System Color 0 á, nó sẽ là cái chỉ số đó. Bây giờ mình sẽ thử đổi màu nha. Mình đổi qua một cái màu xanh dương đi. Ấn OK. OK. Đó, các bạn thấy là ngay bây giờ cái màu xanh dương nó đã hiển thị ở bên cái này ha. Thì cho nên là các bạn cũng có thể hiển thị và đổi luôn cả cái màu sắc hiển thị. Và một cái bạn cuối cùng á, đó chính là các bạn khi mà coi cái chỉ số FPS á, thì chúng ta sẽ thường là hãy bật lên cái frame rate và frame time. Cái frame rate á, thì tức là cái số khung hình trong vòng 1 giây mà nó hiển thị ở trong thời điểm mà các bạn đang chơi. Còn cái frame time á, thì sẽ là thời gian hiển thị một khung hình. Cho nên là khi các bạn bật á, thì chúng ta sẽ thường là bật hai cái chỉ số này. Tuy nhiên có hai cái chỉ số nữa mà các bạn cũng nên lưu ý, đó chính là frame rate average, tức là cái số frame rate trung bình. Và thứ hai á, là frame rate 1% low, nó sẽ giúp cho các bạn có thể coi được cái mức drop FPS tối đa là bao nhiêu. Và hai cái chỉ số này các bạn thấy là mặc dù mình đã bật và chọn là Show On Screen Display nhưng nó vẫn không có hiển thị, thì các bạn sẽ hiển thị bằng cách là các bạn sau khi đã bật nó lên, các bạn qua bên cái tab Benchmark, các bạn sẽ gán cho nó hai cái nút phím tắt. Chẳng hạn như ở đây mình chọn cái nút phím tắt là Begin Recording là sẽ là cái nút mà xoẹt ở bên trái, còn cái còn lại là xoẹt ở bên phải. Thì ngay bây giờ khi mà mình đã ấn ở trên bàn phím nè, thì nó cũng sẽ hiện luôn cho mình hai cái chỉ số kế bên, đó chính là cái số frame time trung bình và số 1% low ở trên chính cái máy của mình ở trong thời điểm chơi game. Cho nên là các bạn cũng có thể theo dõi sát sao hơn nữa các cái chỉ số thông qua những cái hướng dẫn như trên. Vậy đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về MSI Afterburner. Mình hy vọng là qua những cái tutorial mà mình đã hướng dẫn cho anh em có thể làm chủ được chính cái MSI Afterburner của mình. Còn nếu như các bạn có biết một số những cái tip and trick gì đó để giúp cho anh em có thể hiển thị thêm thông số FPS, các bạn vui lòng có thể comment lại ngay bên dưới. Hoặc nếu như các bạn muốn mình làm thêm về một số những cái nội dung gì đó khác, các bạn cũng có thể comment lại nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. À dạ, phải đi ra nữa hả? Ok, cắt. Uống cà phê không? Uống cà phê. Nếu như các bạn không có muốn xài cái HW Info, hồi nãy nó bị cái lỗi liên quan tới CPU core clock tổng á, thì các bạn có thể sử dụng thêm một số những cái phần mềm khác như ở đây ha. Nhưng mà cái phần mềm mình thấy rất ngon á, đó chính là IDA 64. Chỉ số hiển thị của nó thì nó sẽ chuẩn hơn và chính xác hơn. Tuy nhiên là IDA 64 có theo cái chỗ là buy now ngay chỗ này, tức là các bạn sẽ phải trả phí để coi được full chỉ số. Còn không các bạn download á, các bạn xài bản free thì nó sẽ hơi hạn chế về chỉ số ha.